Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay Tuyên Quang đã có 79 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Cùng với việc xây dựng các sản phẩm đặc trưng địa phương đạt chuẩn OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm này đang được tỉnh đặc biệt chú trọng. Là hợp tác xã có nhiều sản phẩm đạt sao OCOP nhất với 7 sản phẩm OCOP, trong năm vừa qua, hợp tác xã này cũng đã nỗ lực nâng cao chất lượng, thay đổi bao bì sản phẩm để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất. Chủ động trong cách nghĩ, cách làm, chinh phục được thị trường nước ngoài đang là mục tiêu lớn nhất mà hợp tác xã hướng tới. Sau khi mà chúng tôi đã được cấp cái chứng nhận OCOP mà đạt cái 3 sao và những cái sản phẩm đạt 4 sao thì bán so với lại trước kia thì cũng cái lượng tăng rất là nhiều và cũng bán tốt hơn. Sau khi chúng tôi cải tiến với mẫu mã đa dạng là cái mẫu mã sản phẩm và cái sản phẩm nó cũng đẹp hơn thì là cái doanh số bán là cũng được tăng lên. Yên Sơn đang là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh với 15 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên theo tiêu chuẩn OCOP. Đã có rất nhiều nỗ lực để huyện đạt được kết quả này. Cùng với việc phát triển sản phẩm, huyện cũng đã có nhiều giải pháp để giúp người dân tiêu thụ nông sản. Huyện cũng phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để tổ chức cái việc mà xúc tiến thương mại. Xúc tiến thương mại hoặc là giới thiệu sản phẩm hàng hóa trên các ví dụ hội chợ của tỉnh, hội chợ của huyện hoặc là tham gia các gian hàng triển lãm của Bộ Công Thương để quảng bá cái sản phẩm này để người dân trong huyện, trong tỉnh cũng như cả nước biết đến cái sản phẩm OCOP của huyện. Năm 2020, cửa hàng này được Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP. Đây là cửa hàng đầu tiên được ngành công thương hỗ trợ xây dựng gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh đến đông đảo người tiêu dùng. Sau hơn một năm, trung bình mỗi ngày hơn 300 sản phẩm OCOP, nông sản an toàn của bà con được bán ra thị trường. Cửa hàng đã nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Sở Công Thương về những cái chính sách hỗ trợ quảng bá để bán hàng, kết nối những cái sản phẩm ra những cái tỉnh khác. Nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành trong tỉnh, sự quảng bá của các cơ quan truyền thông, các sản phẩm OCOP thì ngày càng được nhiều người tin dùng và cái số lượng hàng hóa bán ra ngày càng lớn và kết nối được với các tỉnh bạn cũng càng nhiều. Đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến các sản phẩm OCOP, Sở Công Thương đã tăng cường thực hiện xúc tiến thương mại, tăng cường trao đổi hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại các hội chợ thương mại được tổ chức tại các tỉnh trên cả nước. Phấn đấu mỗi huyện, thành phố xây dựng được điểm bán hàng và trưng bày các sản phẩm, nhất là việc đưa vào hệ thống, kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, các cửa hàng bán lẻ lớn trong và ngoài tỉnh. Một số sản phẩm OCOP của tỉnh đã được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Sở Công Thương cũng đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện tạo điều kiện đầu ra cho các sản phẩm OCOP từ nay đến 2025. Các cái nhà phân phối lớn có cái hợp đồng kênh tiêu thụ nó ổn định đối với các sản phẩm mà có số lượng lớn, ổn định và có cái chất lượng đảm bảo lâu dài. Để giải được bài toán tạo dựng thị trường tiêu thụ ổn định, bên cạnh trách nhiệm của các hộ dân trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyên nghiệp, hiện đại hóa trong sản xuất thì ngành nông nghiệp cũng đang có những bước đi cụ thể. Ngành nông nghiệp thì cũng đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các chủ thể phát huy cái nội lực tại địa phương để tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo cái chuỗi giá trị. Ngành cũng đã kết nối và hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia các hội thảo để kết nối cung cầu, các diễn đàn tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP, đưa những cái sản phẩm OCOP của Tuyên Quang ấy tham gia các chương trình hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại có uy tín trên toàn quốc. Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 với những chính sách hỗ trợ cụ thể sẽ là đòn bẩy quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh theo hướng bền vững, trong đó có các sản phẩm OCOP.